Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tất cả các khu vực trong tỉnh ngày hôm nay tiếp tục chìm trong giá rét. Thậm chí khu vực 4 huyện phía Bắc còn có rét hại, có nơi nhiệt độ xuống rất thấp, chỉ 6 độ. Thời điểm ấm nhất trong ngày cũng chỉ lên đến 11 độ. Đó là không khí lạnh tiếp tục tăng cường và do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định, kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên các khu vực trong tỉnh có mưa nhỏ, trời rét, vùng núi cao rét hại. Hiện nay áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định sau được tăng cường trở lại, hội tụ gió trên mực 1.500m còn duy trì. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang, thì đêm mùng 4 ngày mùng 5, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa phân tích ở trên kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m áp tăng, độ ẩm ít thay đổi. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, khu vực này nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ, gió nhẹ, trời rét hại, nhiệt độ thấp nhất 6 đến 8 độ, nhiệt độ cao nhất 9 đến 11 độ, độ ẩm trung bình 90%. Khu vực di tích quốc gia ruộng bậc thang và vùng núi đất phía Tây, khu vực này nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 10 đến 12 độ, nhiệt độ cao nhất 13 đến 15 độ, độ ẩm trung bình 90%. Khu vực vùng núi thấp, khu vực này nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ, sau có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất là từ 11 đến 13 độ, nhiệt độ cao nhất 14 đến 16 độ, độ ẩm trung bình 95%. Thưa quý vị và các bạn, bảng nền nhiệt chi tiết các khu vực trong tỉnh sẽ khép lại bản tin thời tiết hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.